Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, hôm nay thì để tiếp nối bộ truyện đang phát sóng trên kênh, bộ truyện thuộc thể loại truyện ngôn tình, thì Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này. Bộ truyện có tựa đề Cưới đi rồi tính sẽ được gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, quý vị hãy ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như kênh bằng cách like video và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta có thể cập nhật được nhanh nhất. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy đến với tập 2 của Cưới đi rồi tính. Nhật ngồi trên xe của mình, cô yên lặng dù rất muốn mở lời nói cảm ơn anh ta. Nhưng hiện tại cô chẳng có tâm trạng nào mà nói chuyện. Thậm chí ngay cả mở miệng thôi cũng khó khăn. Nước mắt luôn trồng trực trào ra bất cứ lúc nào. Mặc dù rất ghét Minh, nhưng cô phải thừa nhận rằng cô chưa bao giờ quên anh ta. Minh trở thành một diễn viên có tên tuổi, gương mặt sáng giá xuất hiện tràn trên các mặt báo và các trang mạng. Chẳng có cách nào để cô có thể xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh anh ta ra khỏi cuộc đời cô. Thi thoảng Nhật vẫn mường tượng ra cảnh một ngày mình gặp lại Minh. Lúc đó cô sẽ ra sao nhỉ? Cô luôn cho rằng cô sẽ có thể ngẩng cao đầu, coi như không quen biết gì anh ta. Nhưng sự thật thì lại không như thế. Cô đã cố gắng hết sức, chỉ để kìm nén nước mắt, sự nhớ nhung và đau thương. Nhật quay sang chỉ trích bản thân mình rằng tại sao cô lại mềm yếu như thế? Đau lòng vì một kẻ tệ bạc như hắn thì chẳng đáng chút nào. Nhật mở to mắt, nhìn ra phía cửa sổ, không để một giọt nước mắt nào rơi ra ngoài. Sơn không chịu nổi không khí kỳ lạ và bí bách này. Anh còn có vài chuyện muốn nói với cô. Tỉ như chuyện tối qua, anh nghĩ mình cũng cần một lời xin lỗi. Sơn hơi nghiêng đầu sang phía Nhật. Cô, tôi... chuyện đã xảy ra giữa chúng ta... Tôi đã nói với anh rồi mà, hãy coi như chưa có gì đi. Sơn trố mắt, cô gái này quái lạ thật đấy. Mặc dù anh biết rằng thời đại bây giờ đã thay đổi, nhiều người phụ nữ cũng rất cởi mở và chẳng coi trọng chuyện chi tiết nữa. Nhưng mà giữa họ thì khác. Dù sao cũng là người cùng công ty, anh vẫn cảm thấy có gì đó ngại ngùng mỗi khi hai người chạm mặt nhau. Tôi chỉ là muốn xin lỗi với cả đền bù. Nhật hơi cau mày, cô đang giàu dĩ. Sơn cứ lả nhải khiến cô càng bực bội hơn. Người đàn ông này thật là lắm lời, anh ta đúng là sao chổi của cô đấy. Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn giảm bớt các tội lỗi thôi. Trong chuyện này cũng có lỗi của tôi mà, cái gì cũng nên dứt khoát. Những lời của Sơn nhắc cô nhớ đến mình, anh ta nói rằng muốn đền bù cho cô. Thì ra là thế, từ đầu đến cuối chẳng có gì gọi là tình yêu đây hết. Có lẽ anh ta bị ai đó moi ra chuyện trong quá khứ, sợ rằng bị phanh phui nên sẽ ảnh hưởng đến hình tượng, vì vậy mới tìm đến cô để bày ra mấy trò kia. Thật may là cô đã không bị lừa. Nghĩ đến đó, trái tim Nhật nhói lên. Đàn ông luôn là vật hy sinh máu lạnh như thế hư. Mình chối bỏ cô, Sơn cũng muốn chối bỏ cô, mặc dù cô cũng chẳng muốn liên quan gì đến anh ta. Chính cô cũng nói rằng không cần anh ta phải đền bù tổn thất gì và hãy cho qua mọi chuyện đi. Nhưng đến khi nghe tận tai những lời Sơn nói, cô càng cảm thấy khó chịu. Cảm giác buồn bực ngày một dâng cao khiến Nhật chẳng thể nào kìm nén được nữa. Cô bật khóc. Sơn hơi chột dạ. Anh đã nói sai điều gì sao? Tại sao Nhật lại khóc chứ? Có khi nào là cô ấy tủi thân không vì gặp phải chuyện như vậy? Ngay lập tức, cả trăm nghìn câu hỏi hiện ra trong đầu anh. Tất nhiên là chẳng có ai có thể cho anh một câu trả lời, cho nên anh mới cảm thấy cồn cào ruột gan hết càng lên. Đúng lúc này, xe dừng lại trước cổng công ty. Sơn cuống cuồng tìm trong hộp xe để lấy ra vài tờ giấy ăn, muốn đưa cho Nhật, nhưng cô đã vội vàng mở cửa xe và đi xuống. Đợi chút, cô đi đâu vậy? Sơn cuống lên và đuổi theo Nhật. Thủy đứng ở quầy lễ tân chờ đã khoảng một lúc lâu. Lễ tân báo với cô rằng Sơn chưa đến nên cô muốn đợi anh ở sảnh. Nghĩ lại chuyện ban sáng, Thủy thấy mình hơi quá đà. Đối với đàn ông thì chỉ nên gắt một chút, cho họ thấy mình không phải là dạng người sẽ cam phận chịu đựng ủy khuất.
Nếu muốn níu giữ được họ thật lâu thì phải biết vừa nắm vừa thả. Thủy nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không ổn, liền chạy đến công ty của Sơn để gặp anh. Cô Lễ Tân ái ngại nhìn Thủy. Bình thường sếp của họ đều đến công ty từ sớm, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại đến muộn như vậy. Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, trông vẻ ngoài đoan trang và sang trọng, lại chấp nhận đứng đó cả tiếng đồng hồ để đợi sếp mình, cô Lễ Tân chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Thủy hơi mỏi chân, dậm nhịp mấy cái, đúng lúc quay ra phía cửa thì nhìn thấy xe của Sơn. Cô ta định hớn hở chạy ra ngoài đón anh, nhưng vừa đúng dịp thấy được một cảnh chẳng mấy hay ho. Nhật mở cửa bước ra khỏi xe, gương mặt đỏ bừng và đầy nước mắt. Sơn thì chạy theo sau cô, có vẻ như một đôi tình nhân vụng trộm mà chẳng ai đoán trước được. Cô Lễ Tân ngạc nhiên, nhưng rồi cũng im lặng và âm thầm theo dõi mọi chuyện. Thủy nổi cơn giận, bước đến trước mặt Nhật và giữ tay cô lại. Cô là ai? Có chuyện gì? Nhật chưa nói hết câu đã ăn một cái bạt tai, gương mặt đỏ hiện tại còn đỏ hơn. Bên má có cảm giác bỏng rát như đổ axit mà vậy. Nhật bàng hoàng. Cô bị làm sao đấy? Sao tự nhiên lại đánh tôi? Cô còn giả bộ không biết à? Cái loại đàn bà lăng loạn. Thủy túm lấy tóc Nhật giật xuống. Cả hai vừa đôi co vừa la hét giữa sảnh công ty. Sơn chạy tới nơi thì sự tình đã thành ra như vậy. Anh nhào vào giữa hai người, gỡ tay của Thủy ra khỏi tóc Nhật. Em đến đây làm gì? Dừng lại đi, đừng có đánh người ta nữa. Thủy hậm hực nhìn Sơn, xem thái độ bênh vực của Nhật thì anh càng chắc chắn hơn việc hai người ngoại tình. Anh còn hỏi em à? Đầu tiên là vết hôn, bây giờ thì đến cả công khai đưa nhau đi làm. Xem ra hôm nay em đến đây cũng thu hoạch được nhiều phết đấy nhở. Sơn không biết giải thích thế nào. Nếu anh nói thêm vào, Thủy sẽ nghĩ là anh bao biện. Nếu anh không nói gì, vậy thì hiểu nhầm sẽ càng thêm chồng chất, không thể gỡ bỏ. Ở tình huống này anh chẳng biết phải làm sao. Thủy thích Sơn im lặng, trừng mắt nhìn cô thì càng cáu giận hơn. Cô quay sang Nhật. Chính cô đã quyến rũ anh ấy phải không? Thủy nhào đến định nắm tóc Nhật, nhưng cô đã kịp náy và cầm lấy tay của Thủy. Thủy bực tức dùng hết sức của mình, vung tay còn lại lên định tát cô. Nhưng Nhật cũng nhanh chóng túm được tay của cô ta. Tốt nhất cô nên về nhà và hỏi anh ta. Còn tôi chẳng dính dáng gì đến chuyện ngoại tình với anh ta cả. Đừng có xem quá nhiều phim truyền hình rồi tự tưởng tượng ra nữa. Nhật lạnh giọng, hất tay Thủy ra và đi vào trong công ty. Mấy cô Lễ Tân liếc nhìn cô, bắt được ánh mắt của Nhật thì vội vàng cúi xuống, chờ cho Nhật đi khỏi. Tất cả đều bắt đầu xì xào rỉ tai nhau. Nhật thở dài, lại bắt đầu có drama công ty rồi đây. Không ngờ cô cũng có cái ngày này, trở thành nhân vật chính trong chuyện tình tin đồn ở văn phòng. Thủy nhìn theo Nhật, cô ta đã định chạy theo và túm Nhật lại, nhưng Sơn ôm chặt lấy cô và bế cô ra ngoài xe. Thủy vùng vẫy gào lên, bỏ em ra. Sơn để cô đứng xuống. Em có thôi đi không? Thế anh giải thích xem chuyện vừa rồi là gì. Anh thấy cô ấy gặp rắc rối trên đường nên mới tới giúp một chút, rồi tiện đưa đi làm luôn, chẳng có gì cả. Anh còn chẳng biết tên của cô ta là gì. Thế còn vết hôn trên người anh, anh tính sao? Mũi đốt à? Sơn lại một lần nữa cứng họng. Cái này anh thật sự không biết giải thích thế nào cho ổn. Đó thật sự là dấu hôn. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, được chứ? Sơn cúi xuống nhìn vào mắt Thủy. Anh vẫy một chiếc taxi, nhanh chóng tống cô lên xe. Em về nhà trước đi, tối nay anh sẽ gặp em. Thủy ấm ức. Cô im lặng rụt người vào trong xe taxi, gửi lại Sơn một ánh nhìn oán hận. Sơn thở vào khi thấy xe taxi đã đi qua. Đêm đã muộn, cả ngày nay Nhật chẳng thể làm được việc gì ra hồn. Cô ngồi ở bàn làm việc, đầu óc mơ màng trống rỗng. Cô vốn không định đi làm, nhưng cũng đã tới văn phòng rồi, chẳng muốn đi đâu khác nữa. Đèn xung quanh đã tắt, mọi người đều đã về, chỉ có bàn làm việc của cô là còn ánh sáng. Sơn cũng vừa xong việc. Thật ra là anh muốn trì hoãn buổi gặp mặt với Thủy. Anh vẫn chưa nghĩ ra được lý do hợp lý cho mấy dấu vết trên người mình. Sơn rời khỏi phòng làm việc riêng của mình, chuẩn bị trở về. Anh phát hiện Nhật vẫn đang ngồi ở bàn. Cô chưa về sao? Tôi còn nhiều việc chưa xong.
để đó hôm khác làm. Sơn nhìn vẻ mệt mỏi của Nhật, cảm thấy không nỡ để cô ở lại văn phòng một mình. Cô có vẻ như đã gặp khá nhiều chuyện không hay ho trong một ngày, đáng ra nên được nghỉ ngơi mới đúng. Không sao, anh cứ về trước đi. Nhật nói, lời thoát ra nhẹ như hơi thở. Hai mắt cô hoa lên, chỉ muốn gục đầu xuống bàn ngủ ngay bây giờ. Sơn chống tay xuống bàn, tắt máy tính của Nhật đi. Anh nhận ra Nhật là một người bề ngoài luôn tỏ vẻ cứng rắn, nhưng trong thâm tâm thì mềm yếu. Kiểu người điển hình sẽ trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết tình yêu. Nhưng cuộc sống của cô có lẽ không được viên mãn như vậy. Máy tính bị cắt đột ngột, Nhật nhíu mày ngẩng lên nhìn Sơn. Cho cô nghỉ làm một ngày, bây giờ về nhà ngay, không làm việc nữa. Nhật cũng chẳng muốn đôi co nhiều với anh. Không phải tất cả những rắc rối cô gặp đều là từ tên này mà ra hay sao? Cô đứng dậy, lẳng lặng xách túi ra về, không muốn tiếp chuyện với bất kỳ ai hết. Sơn lẳng người đi, nhìn theo bóng lưng của Nhật. Anh hiểu rằng cô đang cần khoảng thời gian yên lặng. Anh không nên đeo bám theo và lải nhải thêm điều gì với cô nữa. Và anh đã làm một việc mà anh chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm. Sau này nghĩ lại, Sơn cũng không hiểu đó là gì. Ngu ngốc hay dở hơi, anh không biết. Nhưng ngay lúc đó anh đã lái xe đi theo sau cô. Ở thời điểm đó anh tự nói về mình rằng, bởi vì trông cô hơi mệt mỏi, anh sợ nhân viên của mình xảy ra chuyện không hay trên đường, sẽ ảnh hưởng đến công việc. Nhật chờ xem xe bớt, mất khoảng nửa tiếng mới bắt được chuyến cuối cùng trong ngày. Mệt mỏi tựa đầu vào cửa xe và ngủ gật. Cho đến khi về tới nhà, cô chỉ muốn ngay lập tức ngả lưng xuống giường và ngủ cho quên sạch mọi chuyện. Nhưng ông trời không chiều ý cô, Minh không chiều ý cô, chẳng ai chiều ý cô. Minh đứng lù lù trước cửa nhà, trông thật phiền nhiễu. Nhật cảm thấy thật mệt mỏi. Những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay khiến cô rệu rã cả người. Tại sao những chuyện như thế này lại cứ ập đến với cô cơ chứ? Nhật lẳng lặng đi về phía căn nhà của mình. Cô muốn cho anh biết rằng, dù anh có dai dẳng như thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng sẽ không mùi lòng đâu. Lại một lần nữa Minh túm lấy tay cô. Giúp anh được không? Anh vẫn còn mặt mũi mà hỏi tôi giúp cơ. Nhật gắt lên, nhưng giọng cô thì ngược lại, yếu ớt và mệt mỏi. Mấy tay săn ảnh đang nấp ngoài kia, chúng ta vào nhà đã. Vào nhà bây giờ mới là ngu đấy. Nhật cười khẩy, cô biết thẳng ý định của mình. Đầu tiên là vào nhà, sau đó là cầm tay, sau đó là ôm hôn, sau đó là gì nữa? Lên giường. Anh cho tôi là con ngu à? Tôi không đến mức thiểu não như thế. Nhật hất tay mình ra. Minh sững người mất một lúc. Chính xác thì Nhật đã từng là cô gái ngốc như vừa kể, nhưng đó là cô gái của vài năm về trước. Giờ đây thì cô có thể ngẩng cao đầu và tự nhận mình là một con cáo già. Làm việc trong giới giải trí, nếu như không tỉnh táo thì có thể rơi vào bẫy của kẻ khác bất cứ lúc nào. Nhật đi về phía căn nhà của mình. Được vài bước, cô chợt nghĩ ra một điều gì đó. Cô quay lại nhìn Minh, bắt đầu đánh giá hành động mà Minh sắp làm. Minh thấy vậy thì trong lòng như thầm mờ cờ. Nghĩ rằng Nhật đã cho anh một cơ hội, anh vội bước đến trước mặt cô. Nhật mỉm cười cầm lấy tay anh ta. Anh muốn thế này đúng không? Được, tôi cho anh. Minh nhíu mày, nhưng anh chưa kịp phản ứng gì thì Nhật đã kéo anh vào trong nhà và đóng cửa lại. Trong nhà tối om, nhưng ai mà thèm quan tâm điều đó nữa. Nhật nhảy hẳn lên người Minh, ôm lấy cổ anh ta và bắt đầu chủ động hôn xuống. Minh khá là bất ngờ, nhưng vẫn vòng tay ra đỡ lấy cô. Nhật không biết rằng việc mình đang làm có đúng hay không. Trong giờ phút này cô chỉ biết rằng mình đang điên lên vì hàng trăm nghìn cảm giác xáo trộn trong tim. Sự nhớ nhung dành cho mình, sự căm giận dành cho anh, sự hỗn loạn, đau đớn và cả khát khao được yêu thương. Nhật muốn vứt bỏ hết tất cả mọi suy nghĩ ấy. Cô không muốn quan tâm nữa, cô chỉ muốn chiều chuộng mình một chút. Bao nhiêu năm qua cô đã phải nhẫn nhịn, chịu đựng trong âm thầm rồi. Nhật không còn nhớ gì nữa, trong đầu có chạy loạn những hình ảnh mơ ảo dưới bóng đêm, những nụ hôn ngấu nghiến, cái ôm của Minh, tên của anh ta văng vẳng bên tai cô, cùng những lúc khóc rấm rít mà cô cũng chẳng rõ là của ai.
Dường như cô đang khóc, Minh cũng đang khóc. Sơn dừng xe trước nhà của Nhật, chờ một lúc, cho đến khi thấy cô dắt tay Minh vào nhà. Trong lòng anh đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Anh lái xe quay trở về. Sơn thẫn thờ, lái xe trong tình trạng mông lung. Anh không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này. Khi nhìn thấy Nhật bước vào nhà cùng với một người đàn ông khác, dường như đó còn là người gây khó dễ cho cô vào lúc sáng. Anh đã nghĩ quá nhiều rồi chăng? Dường như anh đã có hành động xen vào cuộc sống của người khác. Sơn tự cười chính mình, tại sao anh lại phải quan tâm quá nhiều chuyện như thế? Chúng ta chỉ nên tập trung vào cuộc đời của mình. Đôi khi lấn tới nhiều thứ khác sẽ vô tình biến mình thành kẻ dở hơi. Điện thoại Sơn reo lên, màn hình hiển thị tên Thủy. Sơn giật mình, anh chợt nhớ ra rằng tối nay anh có hẹn với cô. Sơn thở dài vòng xe lại. Thủy ngồi đợi ở nhà hàng vài tiếng đồng hồ, lần lượt nhìn những người khác ra về. Nhân viên phục vụ cũng ái ngại nhìn cô. Thủy đã uống đến 3 hay là 4 ly rượu vang với cái bụng rỗng tuếch. Cô đang thắc mắc về Sơn, tại sao anh ta lại trở nên lạnh nhạt như vậy? Có phải cô đã làm gì đó hơi quá đáng hay không? Thủy ngẫm nghĩ, lại cẩn thận những hành động của mình. Chẳng có gì sơ hở hết. Thủy cầm ly rượu vang lên, lắc qua lắc lại và nhìn phân rượu màu đỏ trong ly sóng sánh. Cô là một đứa trẻ mồ côi, trong tay không có một tấc sắt. Để có được cuộc sống như ngày hôm nay, đó là cả một sự chạy đua. Và cô tìm được một con xe khá tốt, chính là Sơn. Người đàn ông yêu cô mù quáng và sẵn sàng cho cô mọi thứ. Hoặc giả, anh ta cũng chẳng yêu đương gì cô. Chỉ là cần một nơi để viện tay vào, cho có trong mỗi buổi tiệc. Thế là hai người đến với nhau. Tất nhiên, cô cũng chẳng có tình cảm gì. Anh thay đổi rồi, vì cô ta. Thủy nức lên, ánh mắt lờ đờ nhìn về phía ly rượu. Thủy đang coi ly rượu là Sơn. Cô không muốn mất đi những thứ mà mình vất vả lắm mới có được. Cô phải trở thành ba chủ, thành phu nhân. Mọi người phải ngước lên mà nhìn cô. Sơn đỡ lấy tay Thủy khi cô sắp sửa ngã ra khỏi bàn. Em uống nhiều quá rồi, về nhà đã nào. Không, anh phải nói rõ cho em mọi chuyện là như thế nào. Đừng hỏi những vấn đề không đâu. Sơn đánh trúng làng. Anh nâng người Thủy dậy, định kéo cô đi, nhưng Thủy lại vùng ra. Nói dối thì chắc chắn anh đã ngủ với cô ta. Thủy gào lên. Cô không cần biết có bao nhiêu người đang nhìn mình. Sơn ái ngại nhìn những người xung quanh, vòng tay ôm ngang lên người Thủy. Anh xin lỗi, nhưng chúng ta về nhà đã nhé, đợi em tỉnh rồi nói. Thủy đẩy mạnh Sơn ra. Cô lùi về sau, hai mắt đầy nước. Sơn đứng trước mắt cô, nhưng khoảng cách ngày càng xa. Sơn chán nản, anh đứng thẳng người dậy, quay trở về trạng thái lạnh lùng vốn có. Anh buông một lời cảnh cáo. Nếu em cứ như vậy, anh sẽ đi về đấy. Tùy anh thôi, giờ mọi người sẽ thấy anh là người vứt bỏ tôi, đuổi tôi. Đừng để anh phải bóc trần em, ai là người mới tồi tệ đấy. Sơn cảm thấy khó chịu khi bị nói như vậy. Anh biết tất cả những điều mà Thủy đã làm sau lưng mình. Đó cũng là lý do vì sao anh dần trở nên lạnh nhạt với cô. Anh muốn đổ tất cả tội lỗi lên tôi á? Thủy bật cười. Sơn nhớ mày, anh không muốn đối con với Thủy nữa. Anh nghĩ cho kỹ đi. Sơn quay lưng bỏ đi. Mặc dù việc bỏ lại Thủy ở dưới nhà hàng vào lúc đêm muộn không phải là hành động của một quý ông, nhưng Sơn không muốn quan tâm nữa. Quý ông hay kẻ khốn nạn cũng chỉ là con người thôi. Giờ phút này anh là một con người với đầy đủ cảm xúc và anh đang rất bực bội. Nếu anh đi thì coi như chúng ta chấm hết. Thủy tung chiêu bài cuối để níu kéo. Cô vẫn hy vọng rằng Sơn còn chút tình cảm nào đó cho mình. Nhưng tất cả đã vượt ra ngoài dự liệu của cô. Sơn dừng lại khi nghe thấy câu nói của Thủy, sau đó rời đi nhanh chóng. Thủy giận dữ ném mấy cái ly giống về phía Sơn, gạt những thứ trên bàn xuống đất. Cô ngồi thụp xuống khóc không thành tiếng. Những mảnh thủy tinh rơi vãi đầy dưới sàn, găm vào đầu gối chân và bàn tay của cô.
máu đỏ chảy ra hòa cùng với màu rượu trên bàn, trông thật kinh khủng. Không ai dám lại gần Thủy. Đám nhân viên đứng được một chỗ, dương mắt lên nhìn Thủy đang quỳ sạp dưới đất, cho đến khi quản lý nhà hàng của họ đi xuống. Anh ta vội chạy đến đỡ Thủy dậy. Thủy đờ đẫn mất hết trí giác. Cô để mặc cho người đàn ông lạ hoắc này tùy ý xử lý hiện trường. Nhật tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Cô mở mắt nằm im trên giường không động đậy. Những ngày gần đây thật là lạ lùng, và cô cũng trở nên lạ lùng. Cô chấp nhận quay lại với Minh, không đời nào. Minh đeo tạm dề đứng ở cửa, trên tay là một cái muôi, trông thật giống người đàn ông của gia đình. Nhưng Nhật không cần người đàn ông này nữa. Em dậy rồi à? Mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng đi. Nhật vẫn nằm yên, cô coi như không nghe thấy anh ta nói gì. Minh thấy vậy thì đi đến bên cạnh giường, cúi xuống và định hôn lên trán cô. Nhật cảm thấy thật nực cười khi mà anh ta có thể tỏ ra như không có chuyện gì đã xảy ra trong suốt mấy năm vừa qua. Anh coi cô là cái gì? Một con chó ngoan biết nghe lời chủ. Gọi thì đến mà không gọi thì cun cút chạy đi sao? Nhật ngồi dậy, cô không nhìn Minh. Anh về đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa. Minh bàng hoàng cả người. Sao cô có thể từ chối anh sau khi hai người đã đi đến bước này? Minh không tin vào những lời mình vừa nghe được. Anh, em không thể đuổi anh như thế được. Sao lại không? Tôi ngủ với anh một đêm, thế vẫn chưa đủ. Em coi anh là loại người gì? Anh nói xem. Nhật hỏi ngược lại, cô nhấn mày nhìn anh. Mình buông tay xuống. Anh tưởng mình đã níu kéo được cô. Tôi nghĩ là anh đã đủ trưởng thành để hiểu được tại sao tôi lại làm như thế rồi. Cho nên ý, anh mau cuốn gói đi đi. Nhật xuống khỏi giường, trên người đã khoác một chiếc váy ngủ lụa mỏng. Có lẽ là Minh đã mặc nó cho cô vào đêm qua. Minh đứng nghỉ ra một chỗ. Nhật ngứa mắt, cô với lấy chiếc áo khoác mặc tạm lên người. Anh không đi đúng không? Vậy thì tôi đi. Nhật tức giận, cô xô Minh ra ngoài và bỏ đi. Minh đứng trong nhà im lặng nhìn theo Nhật mà chẳng nói được gì. Anh phải làm sao mới được đây? Nhật chạy ra khỏi nhà. Cô không có nơi nào để đi. Cô không có người thân và cả bạn bè. Hiện tại cô đang lang thang trên đường, cả người chỉ có một chiếc váy ngủ, một cái áo khoác, trong túi còn vài đồng bạc lẻ, điện thoại và một đôi dép lê. Gió thốc vào người khiến cô lạnh run lên. Chưa bao giờ cô thê thảm như vậy. 5 năm tuổi bị bố mẹ bỏ rơi, cô còn có cô nhi viện. 5 năm trước bị Minh đá, cô còn có công việc. Nhưng giờ cô chẳng còn gì để bấu víu nữa. Ngay cả công việc cũng có vấn đề. Nhật đứng lang thang ra đến tận đường lớn, ai cũng nhìn. Cô cứ đi trong vô định mà chẳng thèm nhìn đường. Những người phía sau đang chờ đèn đỏ hắt lên để gọi cô quay lại, nhưng Nhật không nghe thấy. Tiếng còi xe giống lên như xé toạc màng những người khác. Một chiếc xe mô tô lao đến, trông chẳng khác nào con báo đen trồm tới vồ lấy Nhật. Đám người hét lên, Nhật ngã ra đất. Mọi thứ lập tức chìm vào bóng đêm đen đặc. Nhật hoa mắt, choáng váng ngồi dậy. Đầu cô vẫn vang lên tiếng ong ong và tiếng gầm rú của chiếc xe mô tô phân khối lớn. Xung quanh cô mọi người vây kín lại. Chuyện gì đã xảy ra? Có phải cô vừa gặp tai nạn không? Nhật không còn đủ tỉnh táo để nhận diện tình hình hiện tại. Này cô, không sao chứ? Chàng trai cúi người và ngồi xổm xuống bên cạnh Nhật. Anh nắm lấy bả vai cô lắc nhẹ. Nhật ngước lên nhìn anh ta. Anh ta có một gương mặt sáng sủa, cũng khá là đẹp đẽ, rất hợp với giải trí. Nhật cúi đầu tự cười chính mình. Trong hoàn cảnh này mà còn có thể bệnh nghề nghiệp như thế được. Nhật cái lắc đầu. Tôi không sao. Cô vịn tay xuống đất muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện ra một vết thương lớn ở chân. Dù không chảy nhiều máu, nhưng chân cô như thể tê liệt, khiến cô không thể đi nổi. Nhật lại ngã về phía sau. Chàng trai kia vội đưa tay ra đỡ lấy cô. Nhật đẩy anh ta ra, tiếp tục từ chối. Đừng bận tâm đến tôi có thể tự lo được. Đây hoàn toàn là lời nói thật.
Từ trước đến giờ cô luôn chỉ có một mình, không tự lo cho cái thân này thì ai sẽ lo hộ chứ? Sao thế được, cô xem kìa, chảy máu rồi. Tôi đưa cô đi bệnh viện. Nhật vẫn kiên quyết lắc đầu. Không cần, tôi thật sự không sao mà, chỉ cần băng lại là được. Tôi... Anh có thể qua hiệu thuốc bên kia đường mua giúp tôi thuốc sát trùng và băng Ogo được không? Nhật chỉ sang bên kia đường. Chàng trai kia ngại ngùng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Anh ta vẫn muốn đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng cô không đồng ý nên anh chẳng còn cách nào khác. Anh dìu Nhật về bên lề đường và để cô ngồi đó, rồi tự mình chạy sang hiệu thuốc. Đám người xung quanh đã tàn dần đi, họ thấy cô không bị làm sao nên cũng chẳng thèm ở đó hóng chuyện nữa. Nhật nhún vai. Đúng là dư luận và khán giả, họ chỉ thích những gì kịch tính và máu lửa thôi. Giả dụ như bây giờ cô nằm đây không thể dậy được nữa, chắc chắn đường chỗ này sẽ tắc. Giả dụ như bây giờ cô chết đi, chắc hẳn sẽ chẳng còn vương vấn gì, sẽ chẳng còn những gã đàn ông thối tha với những rắc rối mà họ mang lại. Nhật suy nghĩ miên man. Chàng trai kia đã quay lại từ bao giờ? Để tôi giúp cô. Nhật định từ chối lần nữa, nhưng hai bàn tay cô đang run lên cầm cập. Trời thì không lạnh, nhưng cô cứ cảm thấy gai bút sống lưng. Tự biết mình chẳng cố được, cô để yên cho anh ta xử lý vết thương. Chàng trai vừa rửa vết thương với cồn, vừa chu miệng ra thổi. Thật ra cũng chẳng có tác dụng mấy, đau vẫn hoàn đau. Một lúc sau anh ta bịt được vết thương lại. Cô có chắc là không sao không? Vết rách không sâu nhưng khá dài, nếu không khâu lại thì rất có thể sẽ bị thương nặng hơn đấy. Được mà, tôi cũng từng bị như vậy rồi, cảm ơn anh nhiều. Nhật bám vào vai anh ta rồi đứng dậy. Tôi là Tống. Anh ta chìa ra một tờ giấy nhỏ, cô ghi mấy con số một cách vội vàng. Nếu có vấn đề gì, cô phải gọi ngay cho tôi đấy nhé. Nhật gật đầu cho qua chuyện, nhét tờ giấy vào túi áo khoác rồi quay lưng rời đi. Tống nhìn theo vóc dáng nhỏ bé của cô, vừa đi vừa thậm thụt vì chân đau. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác lạ lùng. Nhưng anh cũng chẳng có thời gian để đứng đó mà phân tích và suy tính. Tùy đang chờ anh. Tống leo lên xe phóng đi. Minh ngồi trước bàn ăn, bữa sáng mang chuẩn bị cho Nhật đã được để qua trưa và sang đến cuối chiều. Chúng trở nên nguội ngắt. Nhật bỏ ra ngoài cả ngày chỉ với một chiếc váy ngủ và một chiếc áo khoác mỏng. Minh cảm thấy lo lắng và bồn chồn. Anh không gọi điện được cho cô, mà cô cũng sẽ không bắt máy của anh. Mình nghĩ ngợi một lúc rồi đứng lên định ra ngoài tìm cô. Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa. Mình vội vàng chạy ra ngoài vì nghĩ là Nhật trở về. Vừa mở ra, trước mặt anh không phải là Nhật mà là tay săn ảnh ngày hôm qua. Mình vừa thất vọng lại vừa sửng sốt. Hắn lách vào trong nhà, mặt Mình tối sầm lại. Anh nhíu mày ghen ta, thả người ngồi phịch xuống ghế, vươn tay bốc bả những món ăn mà anh làm cho Nhật. Cậu đến đây làm gì? Có việc thì mới đến chứ, sao lại hỏi thừa thế? Hắn lau tay vào quần, rồi thò tay vào ba lô của mình lấy ra một tập ảnh, quăng lên bàn. Trên ảnh là hình Minh và Nhật ôm nhau ở ngoài cửa nhà của cô. Cho cậu này, không lấy tiền, nhưng bài báo thì phải độc quyền tên tôi đấy nhé. Mình cao có. Bài báo nào? Tay săn ảnh lấy điện thoại ra, mở trang mạng hot nhất và chỉ cho anh ta tiêu đề bài báo đỏ chót. Tin hot, Minh Tinh lén lút hẹn hò ở nhà bạn gái. Mình chụp lấy điện thoại, dí sát mặt vào màn hình mà nhìn. Mặt của cả hai đã bị che mờ, nhưng hiện tại ngoài anh ra thì còn Minh Tinh nào đùa hot để rơi vào tầm ngắm nữa chứ. Nhật cũng không bị công khai danh tính, nhưng nghề nghiệp của cô đã bị hắn bêu lên. Mình tức giận ném điện thoại xuống bàn. Cậu làm cái gì vậy à? Như ý cậu muốn con gì? Chụp lén không phải để tung ra tạo scandal à? Sắp ra phim mới nên phải gây chú ý chứ. Mình đánh vào đầu hắn. Đồ thần kinh, vừa giết tôi đấy, Tài ạ. Mình kéo vai áo của Tài, dứt khoát tống anh ta ra phía cửa, mặc cho Tài gào lên, chỉ trích anh vì tội ăn cháo đã bát. Mình dày chán,
nhìn mớ ảnh trên bàn mà cảm thấy mệt mỏi. Nếu Nhật nhìn thấy những bức ảnh này, cô sẽ phát điên lên mất. Chưa kể đám fan cuồng của anh có thể gây khó dễ cho cô bất kỳ lúc nào. Chuyện này phải làm sao mới được đây? Nhật ngồi ở quán chân gà nướng quen thuộc, chọn một góc ở cuối ngõ nhỏ. Ngay dưới chân cột đèn, cô mỗi lần có chuyện buồn bực cô lại đến đây, gặm chân gà và uống bia đến khi say và quên sạch mọi thứ. Ba chủ quán để một đĩa chân gà đầy ự lên bàn, cùng với một cốc bia cớ đại. Hôm nay lại làm sao? Không có gì, cháu chỉ hơi mệt chút thôi. Mệt mà còn bia với cả bọt, cô cứ thế thì sớm ngày ung thư. Nhật cười khì. Ba chủ quán luôn quan tâm đến cô, khiến cô cảm thấy bà giống như một người mẹ. Đã từ rất lâu rồi, cô chẳng nhớ nổi mẹ là gì nữa. Nhật nghĩ rằng mình sẽ không kết hôn, cứ ở một mình như vậy, kiếm đủ tiền thì đi chơi, đi du lịch, già rồi thì vào viện dưỡng lão. Cô không tự tin rằng mình có thể làm một người mẹ thật tốt, vì cô vốn chẳng biết đó là gì. Không ngoài dự đoán của mình, Nhật vừa gặm chân gà vừa lướt mạng. Tin tức hot nhất ngày đã lọt vào mắt cô. Nhật trừng mắt lên nhìn hình ảnh mình và Minh ôm nhau trước cửa nhà. Cái gì đây? Sao lại như thế này? Minh, anh ta chắc chắn là cố tình muốn làm như vậy. Bao nhiêu năm cô đã phải gồng mình lên để xử lý hết những scandal mà nghệ sĩ của mình gây ra. Bây giờ chính cô lại vướng phải nó. Theo lẽ thường cô sẽ phải là người nắm rõ cách giải quyết nhất. Thế nhưng rơi vào trường hợp đó rồi mới biết mọi chuyện chẳng hề dễ dàng. Nếu như mình là nhân vật chính. Nhật bực bội úp điện thoại xuống bàn. Cô ơi, có rượu không? Bia là được rồi, còn muốn thủng dạ dày ra? Nhưng cháu muốn uống, cô cho cháu một chai. Bà chủ hàng chân gà nhìn cô đau đớn, ánh mắt đầy sự lo lắng. Bà biết cô không có người thân bình thường, uống say nhưng chưa bao giờ ngất ra bàn hay ngủ quên ở quán cả. Thấy bà chần chừ, Nhật đứng dậy đi về phía tủ hàng và lục lấy một chai rượu gạo. Cô giơ lên cười với bà chủ. Cái này trộn với bia thì ngon lắm, mồi chân gà nướng chẳng còn gì tuyệt hơn. Nhật cứ thế uống hết chén này đến chén khác, gọi thêm 3-4 cốc bia, trộn cùng với rượu gạo. Sau cùng cô gục xuống bàn. Sơn ngồi trong phòng làm việc của mình, nhìn về phía bàn của Nhật. Bàn của cô bỏ trống cả ngày nay. Chính anh đã cho phép cô nghỉ một ngày. Hiện tại không nhìn thấy cô, anh cảm thấy văn phòng có một chút tiếu. Sơn gãi đầu, văn kiện anh xem không nổi nữa. Đống chữ trên giấy như thể mọc cánh và bay khắp nơi. Đúng lúc này điện thoại của anh reo lên. Giọng chua ngoa của một người phụ nữ đứng tuổi vang ra từ loa điện thoại. Alo, cậu có phải cậu Sơn không? Vâng, đúng là tôi đấy. Sơn giật mình, số máy này là của Nhật, sao người gọi đến lại là một người khác? Con Nhật nó sai quá, cậu đưa nó về được không? Tôi thấy số cậu ngay đầu danh bạ, chắc là người quen hay liên lạc à? Cô ấy sai sao? Cô ấy ở đâu ạ? Sơn lái xe tới địa chỉ quán chân gà theo như lời chỉ dẫn của bà chủ quán. Anh nhìn thấy Nhật đang ngồi trên ghế đầu con, gục đầu xuống bàn, hai chân thì trỏi ra phía trước. Anh thở dài thườn thượt định bế cô lên. Lúc này anh chợt phát hiện ra chân của Nhật bị đau, vết thương sưng vù và còn chảy máu. Miếng bông băng bị thấm ướt nhoẹt, đầy màu đỏ. Trên người cô cũng có vài vệt xây sát. Tim anh chợt nhói lên, thật lạ lùng. Sơn cúi người xuống, bế Nhật lên và đưa cô ra xe. Này, có cãi cọ nhau thì đừng để con bé thế chứ, nó buồn lắm đấy. Bà chủ quán gà huých vai Sơn, anh ngẩn ra. Thì ra bà ta tưởng anh là người yêu của Nhật. Ừ, cháu không. Con Nhật trông thế thôi, thật ra nó chỉ được cái to mồm, chứ nó cũng chẳng mạnh mẽ gì cả đâu. Cậu đừng có phụ nó khổ lắm rồi. Bà chủ quán dề già nói. Sơn không trả lời nữa, anh chỉ khẽ gật đầu và đưa cô lên xe, thắt dây an toàn cho cô. Có lẽ nên đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra chứ. Sơn vừa nói vừa rời đi. Thủy đã ló mặt ra. Cô bám theo anh từ công ty đến tận đây. Thủy hầm hực, siết chặt tay và nghiến răng kèn kẹt. Tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Thủy rời khỏi quán chân gà. Cô không đi theo Sơn nữa mà đến gặp một người khác.
Tống chờ cô ở nhà hàng của anh ta. Trên bàn bày biển sắn vài món ăn trông thật đẹp mắt. Thủy không quan tâm lắm đến mấy thứ rườm rà này. Cô chỉ biết anh ta là cơ hội của mình. Dù là người đàn ông mới quen, nhưng Thủy nhận thấy rằng anh ta đang có ý với cô. Thủy ngồi xuống bàn, vẻ mặt đang từ khó chịu chuyển sang dịu dàng. Sao trông em mệt mỏi quá vậy? Không có gì, chỉ là em đang chán nản thôi. Thủy thở dài đầy náo nề. Chuyện gì khiến cô gái xinh đẹp như em lại phải náo nề? Em nghĩ là chồng sắp cưới của em ngoại tình. Thủy chu môi lên, gương mặt dầu dĩ nhưng mà lại đáng yêu. Cô rất biết cách nắm lấy trái tim đàn ông. Ở những điểm nhỏ nhặt như này, Sơn cũng từng như thế. Anh cũng từng chết mệt về đáng yêu ấy của cô. Thủy không hiểu tại sao anh ta lại trở nên dần xa cách cô. Cô không muốn điều ấy xảy ra. Cô phải có được Sơn, kể cả thể xác lẫn tình yêu của anh. Tất cả mọi thứ thuộc về anh phải là của cô. Cái tay lần trước đã bỏ rơi em ấy hả? Thủy gật đầu. Hắn thì có cái gì tốt để mà em phải quỵ lụy? Anh ấy là tốt nhất. Tống vươn tay ra trước cầm lấy tay Thủy. Một thằng bắt em chờ cả ngày trời và bỏ em lại nhà hàng vào giữa đêm khuya. Chẳng có gì đáng để yêu em đâu. Thủy vội vàng rút tay về. Cô tỏ vẻ ngại ngùng. Tống biết ý, thu tay về. Cô đưa mắt nhìn anh ta. Anh ấy không như vậy đâu. Chỉ là đang lầm đường một chút thôi. Tại con hồ ly tinh kia quyến rũ anh ấy. Thủy bắt đầu nói đến trọng tâm của vấn đề. Cô hiểu rõ giá trị sử dụng của một người. Ngay từ lúc biết rằng Tống đã thích mình, cô biết mình có thể khiến anh ta làm gì. Ví dụ như: anh sẽ tự tìm hiểu chuyện này nhé. Tống cắn câu, tự mình đề nghị vấn đề với Thủy. Anh sẽ tiếp cận cô ta sao? Tống nhún vai, vẻ mặt đương nhiên. Để xem cô ta là người thế nào mới có thể chen ngang vào cô tình của em đến vậy. Thủy cười thầm trong bụng. Chỉ cần bản thân mình thông minh một chút, ai cũng có thể hiểu rõ trong lòng bàn tay. Đàn ông kiểu như Tống đa phần đều là những người mềm lòng. Chỉ cần phụ nữ tỏ ra yếu ớt một chút, anh ta luôn sẵn sàng lao tới và giúp đỡ, nâng niu và chiều chuộng. Thủy đưa điện thoại cho anh. Trên đó là một tấm hình chụp lén Sơn và Nhật. Em biết là anh sẽ giúp em mà. Thủy rời đi sau khi đạt được mục đích của mình. Tống thì không. Anh ở lại nhà hàng dù đã quá nửa đêm. Anh nhìn ra ngoài cửa kính, đèn đường màu cam ngà vàng bao trùm lên không gian xung quanh. Trên đường không có mấy người qua lại. Đối diện nhà hàng là điểm sang đường. Chính anh đã tông xe vào Nhật sáng nay. Lúc thấy hình ảnh của Nhật trên điện thoại của Thủy, anh có hơi sững người. Anh không nghĩ cô lại là người sống. Chắc hẳn có nhiều uẩn khúc gì ở đây. Sơn đưa Nhật về đến nhà của cô. Anh tắt động cơ xe, quay sang nhìn Nhật. Nhật tựa đầu vào cửa kính xe, ngủ yên lặng. Sơn không nỡ gọi cô dậy. Anh cứ thế ngắm nhìn cô trong bóng tối. Chút ánh sáng từ bảng hiển thị của xe hắt lên, khiến gương mặt cô trông gầy nhẳng và xanh xao. Nhật đột nhiên nói mớ: anh cút đi. Sơn giật mình. Cô đang đuổi anh ư? Hay là đang nói đến ai? Anh đã vứt bỏ tôi rồi, giờ còn quay lại làm gì? Cô nức nở nói, câu được câu trăng, giọng thì lè nhè. Anh còn muốn hành hạ hay lợi dụng tôi nữa sao? Sơn trùng xuống. Cô đang nhắc đến mình. Thì ra tên khốn kia đã làm thế với cô. Thật là một thằng khốn nạn. Lúc này anh mới nhìn kỹ gương mặt Nhật. Ngoài vẻ mệt mỏi và xanh xao, đôi mắt với dấu thâm quầng đang rỉ ra những giọt lệ, còn có những đau đớn và thương tổn hẳn sâu bên trong. Chẳng ai có thể nhìn thấy điều đó cả. Sơn đưa tay lên vỗ về vai của Nhật. Không ngủ đi, anh ta sẽ không làm phiền cô nữa đâu, tôi đảm bảo. Nhật vung tay lên đẩy Sơn ra. Tôi bảo anh cút đi cơ mà. Đừng động vào tôi đã có bạn trai rồi đấy. Cô gào lên, hai mắt vẫn nắm chặt, tay chân cô loạn xạ. Sơn nhíu mày. Dường như mình không chỉ làm phiền cô mà còn động chạm cô. Sơn vòng tay ôm chặt lấy người Nhật, vỗ về lưng cô. Nhật cảm thấy hơi ấm đang bao trùm lấy cơ thể mình. Cảm giác an tâm lan ra khiến cô không còn sợ hãi nữa.
cô đã được bảo vệ rồi. Nhật không dãy dụa, cô gục đầu lên vai Sơn và chìm vào giấc ngủ. Ánh đèn trong nhà Nhật sáng lên. Sơn nhận thấy điều đó. Ngay sau đó một bóng người đàn ông hắt lên tường. Sơn chẹp miệng, buông một tiếng thở dài thườn thượt. Anh sẽ thay Nhật xử lý tên khốn đó. Sơn bế Nhật ra khỏi xe, lấy được chìa khóa xe và từ túi áo khoác của cô, anh mở cửa nhà. Minh đang ngồi ở phòng khách, thấy Sơn đang bế Nhật đi vào nhà thì ngạc nhiên lắm. Anh là ai? Sao anh lại ôm cô ấy? Tôi phải hỏi anh chứ, sao anh lại ở trong nhà bạn gái tôi? Sơn chớp lấy cơ hội, đảo ngược tình thế của anh và Minh. Minh im lặng. Nhật thật sự đã có bạn trai rồi? Hay cô thuê người đàn ông này về để lừa anh? Với tính cách của Nhật, cô chắc chắn dám làm như vậy. Cô có người yêu từ bao giờ? Sao không nói với tôi? Tại sao cô lại phải nói với anh? Anh là cái gì của cô ấy mà anh cần được biết? Anh trai à? Nhật chưa bao giờ nói với tôi là cô ấy có anh cả. Sơn buột miệng, sau đó liền cảm thấy mình chém gió hơi quá đà. Anh đâu biết gia đình của Nhật có những ai. Trong lòng Sơn thấp thỏm lo lắng, sợ rằng mình nói sai sự thật. Cũng may cho anh, tiểu sử của Nhật không có người anh trai nào, chỉ có duy nhất một người bạn trai cũ là Minh. Tôi là người cũ. Thế thì phiền anh về cho, cố mệt và cần được nghỉ ngơi. Sơn buông lời đuổi người. Minh định cãi lại, nhưng không biết phải nói gì. Anh ta đành hậm hực bỏ về. Sơn nhìn theo anh ta, ánh mắt đầy vẻ ác ý. Nhưng chưa được bao lâu thì đã phải cuống lên vì Nhật bắt đầu giở trò khi say rượu. Sao anh có thể quên được cô gái này có cái thói ôm bám người khác khi đang ngủ say cơ chứ? Nhật bấu loanh như một con bạch tuộc, bắt đầu cởi áo anh ra và hôn xuống. Có lẽ đây là lý do mà Nhật luôn từ chối buổi tiệc công ty. Sơn trải qua một đêm nhọc nhằn vật lộn với Nhật, thả cô xuống giường và thậm chí còn phải trói cô lại như trói bệnh nhân tâm thần, vì cô còn có ý định tự lột đồ của mình ra. Sơn ngồi bên cạnh giường, lại một lần nữa nhìn Nhật say ngủ. Trái tim anh lại đập chạch một nhịp. Sơn vội ôm lấy tim mình. Chuyện gì đấy? Sao anh có thể thích cô được? Đây là điều không thể. Anh thậm chí còn vừa mới chia tay bạn gái xong. Sơn dứt khoát đứng dậy, đi ra phòng khách nhà cô và ngủ yên trên ghế sofa. Sáng hôm sau, Nhật tỉnh dậy trong tình trạng thê thảm vô cùng. Cả người bị trói lại bằng tay áo và bị cuốn chặt trong chăn. Cô rên rỉ kêu lên. Sơn chạy vào trong, cười phì trước hình ảnh con sâu to đùng đang ngọ nguậy trên giường. Anh còn ở đấy mà nhỉ? Mau tháo ra cho tôi. Sơn vừa cười vừa cởi cái chăn ra cho cô. Sơn thì tháo mấy cái nút buộc, Nhật thì cựa quậy để lách ra ngoài. Cô không cẩn thận húc vào anh, khiến cho anh mất đà và ngã úp xuống. Cả người anh đang đè lên người cô. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cảm giác ngượng ngùng bao trùm khắp căn phòng. Nhật vội vàng đẩy Sơn ra, khiến anh lăn xuống đất. Cô không cảm ơn tôi thì thôi, lại còn thế à? Ai cho anh vào đây? Người tình cũ của cô chứ ai? Minh á, anh ta đâu? Sơn đứng dậy, chỉnh lại quần áo của mình, hắng giọng lên để thông báo một điều trịnh trọng. Tôi đuổi anh ta đi rồi. Cô định thưởng cho tôi cái gì đây? Nhật trố mắt ra. Anh ta là trẻ con đấy à mà thưởng với trả phạt. Sơn cũng tự cảm thấy yêu cầu của mình hơi buồn cười. Anh lập tức chỉnh sửa lại. Ý tôi là cô định trả công tôi thế nào đây? Trả cái gì? Tôi chưa kiện anh tội tự ý vào nhà người khác là may rồi đấy. Anh mau đi về đi. Nhật kéo tay Sơn ra cửa, mở cửa ra và đẩy anh ta ra ngoài. Cô đóng sầm cửa lại, mặc cho Sơn đang đứng ngoài réo rắt gọi. Này, tôi là giám đốc của cô đấy, cô dám đối xử với tôi như thế à? Có tin tôi đuổi việc cô không? Nhật dựa lưng vào cửa ra vào, đặt tay lên tim mình và an ủi. Trái tim cô nhảy loạn trong lồng ngực. Cô biết rằng mình đang cảm thấy thế nào, nhưng cô không muốn để bản thân mình sai lầm nữa. Cô không muốn yêu ai nữa. Một lát sau, Nhật nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ và tiếng đánh nhau ở ngoài cửa nhà mình. Cô tò mò vén rèm cửa sổ ra xem. Sơn và Minh đang vật lộn với nhau dưới đất. Minh ngồi trên người Sơn, liên tiếp giáng vai cú đấm xuống mặt anh. Nhật hoảng hốt, chuyện gì xảy ra thế này?
Nhật ngồi thụp xuống. Cô có nên ngăn bọn họ lại không đây? Tại sao hai tên này lại đánh nhau cơ chứ? Muốn gây sự chú ý. Một người là giám đốc công ty giải trí, một người là diễn viên năng nổi. Họ gây gổ với nhau không liên quan đến cô, nhưng họ lôi kéo sự chú ý của người khác đến đây thì tuyệt đối không được. Nhật tự tìm một lý do nào đó để thuyết phục mình, rồi vội vàng đứng bật dậy chạy ra ngoài. Mày nói dối, đâu lừa đảo, tao sẽ báo công an đấy. Đừng có làm như là anh vô tội. Tôi cũng báo công an tội anh vào nhà người khác trái phép đấy. Cả hai người đàn ông gân cổ gào lên. Nhật lo lắng đứng bên cạnh. Trên mặt của ai cũng có vết sứt sẹo và đầu tóc thì đã rối bù. Mình đấm vào mặt Sơn khiến cho khóe miệng anh bật máu. Sơn nghiến răng, quay hàm bạnh ra biểu thị sự tức giận. Anh tung một cước về phía bụng của mình khiến hắn ngã vật ra đất. Mình không chịu thua, ngay lập tức đứng dậy. Cả hai lại nhào vào đánh nhau một trận. Nhật đứng bên cạnh, không biết chen vào lúc nào, trong lòng như có lửa đốt. Này, đừng có mà đánh nhau nữa. Nhật tiến đến ngăn cản họ, nhưng cô làm sao khỏe đến mức đẩy được bọn họ ra cơ chứ? Ngược lại còn bị hai người họ đẩy ra. Nhật ngã xuống đất, hai tay va xuống mặt đất khiến cô đau điếng người. Cổ tay cô vốn đã bị yếu, không được dùng lực mạnh, vừa rồi tác động xuống đất một lực không hề nhỏ. Xem ra có thể bị dạn xương. Nhật khẽ kêu lên. Cả Sơn và Minh đều dừng lại và quay ra nhìn cô. Hai người vội chạy tới đỡ cô dậy. Nhật thất tay hò ra, không muốn động vào ai. Đừng có động vào tôi. Nhưng... Chẳng có nhưng nhỉ gì hết. Hai anh đánh nhau hay chửi nhau không liên quan đến tôi, đừng có mà gây sự đây. Minh cầm lấy tay Nhật. Sơn để ý tới cô bị đau nên đã nhanh chóng gạt tay Minh ra. Mày đừng có mà can thiệp vào chuyện của tao với cô ấy. Sao lại không? Anh không thấy cô bị đau tay à? Tại sao lại không được can thiệp vào? Sơn trừng mắt nhìn anh ta, vẻ mặt kiên quyết, như thể hai người lại sắp sửa đánh nhau lên nơi. Mình không muốn đuối lý, anh ta vẫn cơn cổ lên, nói bằng giọng cảnh cáo. Không là gì của cô ấy thì mày cút đi. Sao lại không là gì? Tôi là bạn trai cô đấy. Tôi và cô cũng sẽ kết hôn sớm thôi. Cả Minh và Nhật đều trố mắt ra nhìn Sơn. Sơn cầm tay Nhật lên. Trên bàn tay cô đã có sẵn chiếc nhẫn lúc nào không hay. Đáng ngạc nhiên là trên tay Sơn cũng có một chiếc tương tự. Đêm hôm qua, lúc Sơn đưa Nhật vào nhà, sợ rằng Minh không tin nên anh đã đem nhẫn của mình ra đeo cho cô. Đó là nhẫn đính hôn mà anh đã chuẩn bị cho Thủy. Nhưng lại sợ cô ta hủy buổi hẹn gặp mặt gia đình hết lần này đến lần khác. Thật may là anh vẫn chưa vứt nó đi. Nhật xứng người. Sơn tiến đến ôm lấy cô, tiếp tục màn diễn xuất thần sầu của mình. Tôi yêu cô ấy, chúng tôi sắp làm đám cưới rồi. Anh cũng thấy đấy, ngay cả nhẫn cũng đã trao. Anh đừng có đến để làm phiền chúng tôi nữa. Trái với suy nghĩ của anh, Nhật dường như không muốn hợp tác cho lắm. Cô rụt tay về, nhưng Sơn đã nắm chặt tay cô lại. Anh quay sang nhìn cô, nhíu mày và ra hiệu cho cô diễn cùng mình. Nhưng Nhật lại lắc đầu, cô kiên quyết rút tay về. Minh nhận ra điều đó. Là một diễn viên, anh có thể nhìn thấu từng chi tiết nhỏ nhặt, bao gồm cả việc Nhật còn tình cảm với mình và cả việc Sơn đang nói dối. Nhật tháo chiếc nhẫn ra, chìa về phía Sơn. Rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh, nhưng tôi không muốn phải làm đến mức như này. Hai người về đi, tôi không muốn dây dưa lằng nhằng gì đến hai người nữa. Sơn không muốn cầm lại chiếc nhẫn. Nhật chờ một lúc, không thấy phản ứng gì từ Sơn. Cô đành phải dứt khoát tiến lên, bỏ nó vào túi áo anh. Đừng có mà đến đây tìm tôi lần nào nữa. Nhật quay lưng bỏ vào nhà và đóng sầm cửa lại. Cô mệt mỏi, ngồi bệt xuống sàn. Những ngày gần đây thật là quá sức chịu đựng của cô. Nhật gục đầu vào gối, cô kiềm nén không để mình bật khóc. Vì sao cô cứ phải sống thế này cơ chứ? Kể cả khi cô vẫn luôn tỏ ra lạc quan và cố gắng bỏ qua những chuyện xấu xí trong tiểu sử của mình, cô vẫn không thể che giấu hết được sự khổ sở trong tâm trí và cảm xúc của mình. Cô có thể lừa bịp người khác, nhưng không tự lừa được bản thân. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của bộ truyện có tựa đề Cưới đi rồi tính qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được thêm những tập tiếp theo rất hấp dẫn của bộ truyện này, thì quý vị và các bạn đừng quên like video
và đăng ký kênh YouTube chị Dậu. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện lần sau. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.